Rồi clip này em sẽ test cho anh em mình nghe vài cặp đôi chép của JBL nha. Cái mỏng này em hết hàng lâu rồi, hôm qua anh em mình có hỏi nhưng mà không có hàng, hôm nay em về được mấy đôi nha. Test giới thiệu với anh em mình luôn. Em đang test con chiếc này nha. Rồi anh em mình có thể nghe được phần nào nha, tại em test trong thu âm qua bằng điện thoại á, thì anh em mình ở xa thì anh em mình có thể đeo tai phone vào để mà nghe nó được tốt hơn. Thì em chỉ test qua kết nối vào Bluetooth và em test em thu âm bằng điện thoại thôi. Anh em mình ở xa thì nghe tạm phần nào nha, nếu như mà anh em nào mà gần nhà em thì có thể qua nhà để mà nghe thực tế thì chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Em đấu qua phần tầng bao quay cũng của JBL luôn nè, mới về đường bộ có anh trai đặt rồi đó. Thì hổng gà em hết hàng cái loại này nha. Cái loại này hổng em về nhiều lắm nhưng mà bán hết rồi. Hổng gà anh em mình liên hệ nhưng mà không có hàng. Hôm nay em về được mấy đôi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đôi và 5 đôi nha. Có 5 đôi đẹp nha anh em đó. Có 5 đôi đẹp thì có 2 đôi này nó kém hơn đó nha. Anh em nào mà thích hàng đẹp thì liên hệ với em sớm nha. Còn hai đôi này kém hơn thì anh em nào mà muốn giá nó rẻ hơn thì em có thể bán luôn ha. Còn không thì em sẽ bán cuối nha đó. Lo này là lo chép của JBL, có đường kính là nó 10,5 cm nha anh em, 10,5. Thì cái lo này anh em mình có thể thay vào mấy cái thùng lo JBL LX500 nè ha, LX600, LX800, LX1000 đâu á ha. Nói chung là những cái lo nào mà nó có đường kính 10 phân thì anh em mình thay cái lo này vào được. Và anh em mình thay cái lo này vào thì tất nhiên cái chất âm nó sẽ rất là vượt trội này nha. Tại cái dòng chép này là nó cũng khá là đắt tiền chứ nó không có rẻ ha. JBL A026TS nha. Đó. Thì những cái thùng mà giá trị như là những cái đời LX1000 ấy ha, thì cặp thùng nó hơn 10 triệu lận. Anh em nào mà đang trục trặc cặp chép mà đang cần á thì có xem được clip này mà có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Đó, bên đây là cộng nha anh em. Đó, chép đơm ha. Chép đơm thì màng này anh em mình thường hay gọi là màng titan nha, màng titan ha. Đó, bên đây nó có một cái tem JBL. Con này thì được sản xuất tại Pháp anh em nha, sản xuất tại Pháp ha. Đó. Đây. Thì hôm nay em về được 5 đôi đẹp nha, 5 đôi đẹp. Thì giá cũ nha anh em, giá cũ là 2 triệu 2 một đôi nha. Anh em có 5 đôi là hàng đẹp ha. Hàng đẹp là em tuyển ra nó như thế này. Nó không đẹp như mới nha, nhưng mà như thế này thì em lựa ra là hàng đẹp ha. Đó. Nói chung là mũi lo này ha, mũi lo nó lành lặn nó đẹp như thế này ha, làm lựa cái hàng đẹp. Đó. Còn bên trong thì có hai cặp kém nè, đây hai cặp nè ha. Tí em sẽ quay cho anh em mình xem sao. Đó. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Đó ha. Thì nói chung là mấy cái này bụi bẩn đâu nó sẽ có bám ha. Đó, thì em đã tuyển lựa rồi, còn lo là zin nguyên bản hoạt động hoàn hảo nha. Nó giá 2 triệu 2 một đôi là hàng đẹp như thế này ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Đây, em có là hai đôi nha. Đây, em có là hai em có là 5 đôi đẹp và 2 đôi kém ha. Đó. Rồi, thì để em bây giờ em quay luôn 2 đôi kém cho anh em mình xem nha. Đó. Anh em nãy giờ anh em mình thấy cái ốc màu tím tím nè đúng không? Đó. Thì anh em nào mà đang ở nhà mà đang sở hữu mấy cái lo này á mà con ốc theo năm tháng nó bị cái màu nó không đẹp giống vậy nè ha. Cái màu nó không đẹp giống vậy nè. Mà anh em nãy giờ thấy cái màu tím tím này đẹp không? Đó. Anh em mình thích á thì anh em mình mua cái bút lông á. Anh em mình mua cái bút lông á ha. Anh em mình lấy cái đầu bự nè. Đó, anh em mình tháo ốc ra anh em mình quét lên ha. Anh em mình tô lên cái đầu vít á là nó ra cái màu tím tím giống vậy nè. Đó. Thì này em không dám làm trước đâu, em làm đặng cặp để đây thôi. Cặp này nó kém em làm vậy thôi. Thì khi nào anh em mình mua hàng thích thì nói em quẹt
như vậy cho nó tím tím nha. Đó, cái này em để nguyên bản vậy ha, có nhiều khi em quẹt rồi, có nhiều anh em mình thích nguyên bản thì không có thích nữa, em không có làm trước, anh em khi mua hàng có nhu cầu thì nói em quẹt cho. Như cặp này về là cái mũi nó có hơi bị cấn cấn này, anh em mình thấy không nó ha, nó hậu mũi hơi bị cấn cấn nha. Đây thì hai cặp ha, hai cặp đó. Vì mấy cặp này thì giá 1,5 triệu cặp à, đó hai cặp này nha, nó giá rẻ hơn hàng đẹp nhiều, đó giá rẻ hơn mấy trăm ngàn cặp ha, đó đây. Thì cặp này nó bị ít hơn ha, cặp này bị ít hơn, anh em nào mà thích hai cặp kém thì nói em ha, liên hệ với em đó. Rồi hàng đẹp thì giá 2,2 triệu nha, hàng đẹp hàng sang hàng loại 2, loại 3 thì giá 1,5 triệu mấy à, dễ hơn mấy trăm ngàn cặp á. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Rồi thì cũng xong hết rồi, để quay đo luôn củ từ cho anh em mình coi củ từ. Nhưng mà hàng xịn anh em đừng quan trọng củ từ lắm ha, cái từ nó nhỏ vậy thôi chứ cái lượng từ nó chứa bên trong rất là nhiều. Cái từ xịn nó sẽ nạp được rất là nhiều từ bên trong nha, tại khi cái từ trường này sản xuất ra thì nó chưa có hết đâu ha, người ta phải nạp từ vào thì nó mới hết được nha. Đó thì nói chung là tem giấy là còn đầy đủ nha, mấy cái tem này là tem xịn hết nha anh em. Đó rồi thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây nha, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em, hổng gà anh em mình liên hệ mà hết hàng á, anh em có được mấy đôi ha, anh em mình ưng thì liên hệ, và mười mốt có hàng thì em sẽ nhập cái loại này nữa ha, tại cũng ít hàng đó. Rồi thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây nha, xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong một clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.